hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác với cái xe đạp. Bác mang giới thiệu bác một mẫu Touring đến từ thương hiệu Gian, model Gian FCR 3300. Thì đây cũng là một cái mẫu Touring cơ bản dành cho những bác ưa thích đạp xe đạp thể thao nhẹ nhàng quanh khu vực đường phố. Với tông màu xanh tím than. Và sau đây là những đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, lần này em về với chiếc màu tím than của model Gian FCR dòng Touring. Khá là phù hợp cho các bác thích ưa thích những tông màu tối, vì tông màu tối là đi rất là sạch xe. Model của thương hiệu Gian FCR 3300. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ độc quyền của chính hãng Gian mà em được giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua. Tổng thể xe đánh giá là mới tầm 85% xe. Vì xe đã qua sử dụng nên không tránh khỏi một vài vết sức nhỏ trên khung xe, nhưng mà nó chỉ là sức mờ thôi. Tổng thể xe rất là đẹp. Đây em qua chi tiết bác xem đây. Và đây cũng là một cái mẫu dòng Touring cơ bản của cho bác đi xe đạp thể thao, phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Tem xe được thiết kế với tem tông màu vàng điểm nhấn trên khung xe rất nổi bật. Xe chạy dây với bộ dây sườn cao cấp trên khung. Cổ phốt và ghi đông chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Cổ phốt ghi đông nhôm. Tay đóng cao su gai nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Bên phải được sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano và cụm phanh dầu thủy lực Techo. Thì cái mẫu model Gian FCR 3300 này thì nó cải tiến hơn so với mẫu trước đây, là dòng model của FCR 3300 là cụm phanh V và phanh đĩa thường. Thì cái model đời mới hiện tại bây giờ là mẫu số FCR 3300 hiện tại ở đây là cái mẫu FCR được trang bị với cụm phanh dầu trước và sau, đều cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Đây là mẫu phiên bản mới. Mayer chính hãng nguyên bản theo xe, Mayer chính hãng của Gian. Vành chính hãng Gian, hay được gọi là vành đĩa, được trang bị trên những chiếc xe dòng xe road đua, giúp cho chuyển động dòng bánh xe đạp có lực tốt hơn. Rất là cứng cáp cho cái bộ khung xe và vành xe. Kích thước lốp là 700 x 32C. Lốp 700 x 32C. Cọc yên nhôm nguyên bản theo xe. Chính hãng của Gian. Yên nguyên bản theo xe. Yên sẽ ngoài yên của Gian, rất là cứng. Với lớp cao su đúc trên yên xe, cứng xe không đấy. Khóa cài cọc yên cũng là chính hãng của Gian. Sử dụng với bộ gạt đĩa chính hãng của Shimano Touring TX. Bên ngoài bộ đùi đĩa được trang bị với bộ lato chắn đĩa nguyên bản theo xe, trang bị 3 tầng đĩa. Cụ đề sau là cụ đề của Shimano Touring TX, trang bị với 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer đằng sau cũng là Mayer chính hãng của Gian. Vành của Gian nguyên bản theo xe. Tất cả các phụ kiện phụ tùng trên chiếc xe Gian FCR đều là nguyên bản hết các nhá.
đây là chính hãng của Giang. Và bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. 9,5. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là em đo là size 50, tức là size M. Thế cả các bác cần 1m63 đổ lên đến trên 1m7. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 8 tầng lip, lên lip. Vâng, chuyển động rất chân chu mượt mà, xuống lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Đây cũng là một cái mẫu dòng tô đinh cơ bản. Nhập quá cao 1m63 đến 1m7. Xe tay ngang dòng tua đinh với cái tông màu xanh tím than. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe model của Gian FCR Touring 3.300. Và xe giá rất tốt anh em là 7.700.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube Tìm Kiếm Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.